Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, ngày 29 tháng 7 năm 2020. Từ bình minh, từ hoàng hôn, đêm về trăng thanh muôn tình tu sáng long lanh, nào hay ca tụng Chúa. Cánh dài nghỉ yên dưới bóng ngài, ngày lại ngày miệng môi ca tung Chúa. Suốt một đời người ca Chúa không thôi, suốt một đời người ca mãi khôn vơi. Hãy ca tung Chúa, hãy ca tung Chúa. Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, ngày 29 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư cuối của tháng 7. Mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình và cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng trong đời sống gia đình, nhất là trong cơn đại dịch virus corona này. Nhiều gia đình bị khủng hoảng, không có công ăn việc làm, thất nghiệp, rồi không đi đâu được, ở nhà cứ tụ với nhau lại, dễ sinh ra nhiều chuyện, nhiều cái tiêu cực nảy sinh. Rồi gia đình bị khủng hoảng về kinh tế, tài chánh. Có những người đã bị phá sản, có những người thất chí, có những người đã mất đức tin vì thấy thử thách mà mình không chịu được, cho nên bỏ luôn Chúa. Rồi có những gia đình rạn nứt đổ vỡ vì có người thứ ba xen vào. Quen những cô gái ở bên Việt Nam rồi thì gia đình tan đàn xẻ nghé, vân vân và vân vân. Ngày thứ tư chạy đến với Thánh Giuse, khẩn nài Thánh Giuse ban cho các gia đình được bình an. Vì Đức Giáo Hoàng nói tương lai nhân loại ngang qua gia đình. Mời chị em, các gia đình cố gắng dành thời giờ để nghe lời Chúa, cầu nguyện với nhau ít nhất 5-10 phút. Lời Chúa mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em mỗi ngày, rồi những câu chuyện các thánh, rồi những kỹ năng sống để sống đúng, sống đẹp. Xin Chúa cho các thành viên trong các gia đình chịu khó lắng nghe, học hỏi và đem ra thực hành. Như vậy thì chắc chắn gia đình sẽ có được bình an và hạnh phúc. Bây giờ mời anh chị em cùng nghe lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Jeremia chương 15 câu 10 và câu 16 đến câu 21. Bài trích sách Ngôn Sứ Jeremia. Con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gỗ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Gặp được lời Chúa con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo bình. Con không ngồi chung với phường diễu cợt, tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Vì thế, Đức Chúa phán như sau: nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì
thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Đó là lời Chúa. Đáp ca mấy anh chị em cùng đáp. Chúa là chôn con nương mình trong bụi gian truân. Chúa là chôn con nương mình trong bụi gian truân. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến câu 46. Matthew 13 44 đến 46. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, bài đọc 1, nằm chẵn sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Nghe xong, đọc xong, có cảm tưởng y như là lời cầu nguyện, y như là tâm sự, tâm trạng của tôi cũng như là nhiều người ngày hôm nay. Con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gỗ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của ai, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Thưa anh chị em, nhiều người thấy cuộc đời mình thống khổ quá, đã phải than thân trách phận. Mẹ sinh con ra làm gì để cho con phải khổ như thế này? Đúng, chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Có những người bảo, nếu tôi được lựa chọn, tôi xin sinh ra ở nước Mỹ. Bây giờ hỏi thăm những người bên nước Mỹ coi, có phải thiên đàng chưa? Nếu tôi sinh ra, tôi sinh ở nước này, nước nọ, nước kia. Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, hoặc là không có quyền lựa chọn gia đình nào mình sinh ra, hay là mình sinh ra thuộc người cha, người mẹ nào. Đó là mầu nhiệm tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng cho con người, tạo dựng nên mỗi một người theo cách riêng của Thiên Chúa và theo chương trình mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người một. Cho dù có cả tỷ tỷ con người trên thế giới, thì khi Thiên Chúa dựng nên ai thì có một chương trình riêng cho người đó. Có một kế hoạch cứu độ riêng cho người đó. Không ai giống ai cả. Chúng ta không có lấy mình mà so sánh với người khác, hoặc là so sánh với người khác để thấy mình bất hạnh. Thường khi ta so sánh, ta hay so sánh với cái người nào mà trên mình, đúng không? Tại sao cô ấy đẹp hơn tôi? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, giá mà người ta cứ so sánh dưới, có ai thắc mắc rằng tại sao cái anh này anh nghèo hơn tôi không? Có không? Cứ thử so sánh ngược lại, thử coi mình làm bài so sánh ngược thấy vui lắm á. Cứ thử coi. Ô kìa,
tại sao cái gia đình ấy lại không hạnh phúc bằng gia đình mình vậy? Kỳ quá ta. Ủa sao cái bạn ấy không vui bằng mình nhỉ? Bạn cứ buồn vậy nhỉ? Sao mình lại vui hơn bạn ấy nhỉ? Mình soi gương mình, ơ kìa sao mình lại dễ thương hơn người kia vậy nhỉ? Mình không có so sánh với những người mà không được như mình, mà cứ thích so sánh, cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ so sánh với người hơn mình. Cho nên mới bảo rằng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì thấy không ai bằng mình. Nhưng mà nếu tôi thấy so sánh kiểu đó cũng buồn lắm. Vậy thì mình sống với ai? Nhìn lên thì không bằng ai, có nghĩa là mình trơ vơ, chẳng có thấy với được với ai. Mà nhìn xuống không thấy ai bằng mình, vậy thì mình cũng vẫn trơ vơ, vì cũng chẳng có ai với tới mình. Mình không với tới ai, mà không ai với tới mình, vậy thì mình ở đâu? Sống với ai? Sống để làm gì? Anh chị em thử nghĩ coi. Cứ thích trên với dưới, cứ thích cao với thấp, mà không là một vòng tròn đồng tâm, cùng nắm tay nhau thành một vòng tròn, thì còn cao với thấp nữa hay không? Cho nên là cái cách nhìn về cơ cấu, về cấu trúc của giáo hội ấy, ngày xưa là một hình tam giác, tam giác cân hay tam giác đều gì đó, mà trên top ấy, là những người lãnh đạo, rồi kế tiếp là hàng giáo phẩm cấp bậc này, cấp bậc nọ, cấp bậc kia, rồi cuối cùng mới là người giáo dân. Những người dân đứng xếp hàng cuối cùng, giống như là cái bệ để cho người khác kê chân, giống như là cái nền để cho người khác dẫm lên. Còn phía trên chóp là các đấng các bậc. Cái hình ảnh đó bây giờ không đúng nữa rồi, mà bây giờ là một vòng tròn đồng tâm. Mà cái tâm ấy không phải là vị nào, đấng nào, bậc nào, chức tước gì cả, nhưng mà tâm ấy chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là tâm điểm mà mọi người hướng về, và khi mọi người hướng về Chúa Giêsu thì tay họ cầm lấy nhau và kết thành một vòng tròn. Vòng tròn có một cái tâm ở giữa vòng tròn, đi sao cho đều cho khéo, cho vòng tròn đừng méo đừng vuông. Chắc anh chị em còn nhớ bài sinh hoạt thiếu nhi ngày xưa chứ phải không ạ? Bây giờ lớn thì tôi vẫn sinh hoạt như vậy chứ đâu phải thiếu nhi, vẫn cứ hát như vậy. Và hát như vậy để nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu là tâm điểm, và chúng ta là bình đẳng với nhau, một vòng tròn đồng tâm. Đi sao cho đều cho khéo, muốn đi sao thì mọi người cùng phải đi đều và khéo. Còn nếu mà chỉ một vài người đi đều đi khéo, vòng tròn vẫn méo méo, không vuông, không tròn. Mà nếu là nhiều người đi đều đi khéo mà vài người đi không khéo thì vòng tròn vẫn méo méo, không tròn. Cho nên chúng ta không có quyền lựa chọn nơi hoặc người để mình sinh ra ở đó. Đó là quyền năng vô biên, vi diệu, chúng ta không thể hiểu, không thể suy, không thể thấu, và đừng có tranh hơn, tranh thua, tranh luận, tranh cãi về chuyện đó nha. Đừng có phải nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Chẳng có nhìn lên, chẳng có nhìn xuống, mà nhìn chung quanh đi, để thấy rằng là chúng ta đều là anh em với nhau, là con của Chúa. Chúa ban cho người này cái này thì Chúa cũng đòi họ cái khác. Không có cho không bao giờ. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Và cho thì có phúc hơn là nhận. Sống như vậy đi, để chả phải lấy cái lý triết lý mà so sánh để nhìn lên với nhìn xuống gì cả. Nếu có nhìn lên thì nhìn lên Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu có nhìn xuống thì thấy rằng còn bao nhiêu người anh em đang cần mình xót thương. Là như vậy. Chứ không phải nhìn lên để mà khỏi tự gì đó mãn, hay là nhìn xuống để thế này thế kia, không. Nhìn lên để thấy Chúa đầy quyền năng giàu lòng thương xót, đang
chăm sóc, mưa móc xuống cho con người. Nhìn xuống để thấy rằng còn biết bao nhiêu người cần được thương xót, mà cúi xuống mà cầm lấy bàn tay họ, đưa họ vào trong vòng tròn của lòng thương xót. Cho nên nếu mà sống không có Chúa thì ta thấy rằng cuộc đời mình bất hạnh. Và khi mà bất hạnh như vậy thì mình mới kêu rằng con vô phúc quá, con làm gì đâu mà người ta cứ chống đối rồi cả nước gây gỗ con, mà không có cho ai vay, cũng không mượn của ai mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Và đó cũng là số phận của những người đi theo Chúa. Vì chính Đức Giêsu cũng chẳng làm gì mà người ta treo Ngài trên thập giá. Chính Đức Giêsu cũng rùng mình khi thấy cái cuộc khổ nạn như vậy và nói rằng xin cất chén đắng này cho khỏi con. Thì mình trong thân phận con người, mình cũng có thể nói với Chúa như vậy. Con chẳng làm những cái tội tình gì mà, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà, con đi làm chứng cho Chúa mà, con đi làm bác ái xã hội mà, con đi cầu nguyện mà, tại sao người ta chống đối, người ta nguyền rủa, người ta gây gỗ với con như vậy? Nếu mà dừng lại đó thì chết. Nhưng tới gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo bình. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài, vì con đã được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Vì lòng thương xót Chúa làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con. Lòng dạ con người con thấy nó hẹp hòi quá. Lòng dạ con người con thấy nó cháo trở quá. Lòng dạ con người con thấy nó quanh co quá. Không thể hiểu được, không thể lường được. Thôi, con chạy đến với lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa làm cho con hoan hỷ, vui mừng vì được mang danh Ngài, mang danh là con cái của lòng Chúa thương xót. Con không ngồi chung với phường giễu cợt. Nhiều khi chúng ta dễ bị những cái phường giễu cợt, những người sống theo thế gian nó lôi kéo mình vào cá mè một lứa. Dễ bị lắm. Mình lội ngược dòng, sống lòng thương xót Chúa thách đố lắm. Bị người ta, cái phường nó giễu cợt mình. Ôi bây giờ phải đặt lòng thương xót, ôi bây giờ còn mày đặt nói về lòng thương xót hết thời rồi. Có giờ ma quỷ nó nói Faustina, Chúa không có xót với thương gì đâu, chỉ có trừng phạt thôi. Bây giờ bạn bè mình, những người khác cũng nói, ôi ông cha Long ơi, thôi về vườn rồi, nghỉ ngơi đi, thương với xót cái gì nữa giờ này. Thưa anh chị em, ma quỷ, phường diễu cật, không ngồi chung với phường diễu cật. Ai nói gì thì nói, không ngồi chung. Có nghĩa là không nghe, không thấy, không biết, không tranh, không cãi gì với những phường diễu cật đó. Việc mình thì mình cứ làm, đường ta thì ta cứ đi, chó sủa mặc chó. Đường ta cứ đi. Ngạn ngữ của phương Tây nói như vậy. Ma quỷ nó sủa, nó phá. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật Ngài đã làm con đầy bực tức. Có đó, không phải không đâu. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Faustina cũng nói với Chúa khi Chúa hiện ra, Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao vậy? Chúa nói thật đi, là ông kẹ. Mỗi lần Chúa hiện ra với con, Chúa nói gì với con là y như có chuyện. Là bắt đầu bề trên nghi ngờ, là chị em nhạo cười, rồi mọi người khinh khét, nghi ngờ.
tưởng con bị ma ám, tưởng con bị quỷ nhập, tưởng con bị tâm thần. Thôi, con lớp Foster nói, Chúa đừng hiện ra với con nữa. Con không chơi với Chúa nữa. Giận. Tại sao Chúa cứ để con phải đau khổ hoài? Nhiều lần tôi cũng đến nói với Chúa, tại sao Chúa cứ để nó xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia? Sao chịu nổi đây Chúa? Phải chăng Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Phải chăng là ảo tưởng, ảo giác? Có nhiều vị thánh cũng đã nói với Chúa như vậy. Các vị thánh gặp đau khổ quá, miệng Chúa hiện ra bảo là đấy là những nụ hôn của ta dành cho bạn thân. Nụ hôn của Chúa dành cho những bạn thân của Chúa là những đau khổ Chúa gửi đến. Và thánh nó bảo thảo nào Chúa chẳng có ai là bạn cả. Chơi với bạn mà toàn trao cái đó không ai chịu nổi. Vì thế Chúa phán như sau: nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Ta có chịu làm như vậy không? Mình trách Chúa nãy giờ rồi. Tôi giật mình. Chúa bảo này Trần Đình Long, nếu ta đưa ngươi về với ta, về với lòng thương xót, mà ngươi chịu trở về thì ngươi được đứng trước nhan ta. Mà ngươi có chịu trở về với ta hay không? Hay là ngươi chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lợi, những cái hào nhoáng bên ngoài? Mà nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ thì nên miệng của ta, ngươi nên miệng của ta. Nếu ngươi nói những điều cao quý, đừng nói những điều hèn hạ. Đừng có tranh hơn, tranh thua, đừng có kêu ca, đừng có càm ràm, thì nên như miệng của ta. Vì thế mà Chúa nói với Faustina rằng là linh mục nào mà đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ xức dầu vào môi miệng người đó, để người đó nói ra những điều đánh động được trái tim của những người nghe. Đó, nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên miệng của ta. Và khi nói như vậy thì chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Thì được Chúa xức dầu vào môi miệng người linh mục đó, thì những người đó nghe lời của Chúa, nghe được lòng thương xót của Chúa đánh động, và họ sẽ quay trở về với Chúa. Chúng sẽ quay trở lại. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố, chúng có chống lại cũng không làm gì được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát. Điều đó rõ ràng Chúa nói với Faustina, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ cứu sống và giải thoát ngươi. Chúa sẽ gìn giữ người ấy như vinh quang của Chúa. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Vì thế mà Chúa cho những sự dữ xảy đến chỉ để làm cho họ biết rằng họ đi đúng đường. Những người đi với lòng Chúa thương xót, những đau khổ, thử thách mà anh chị em mình chịu chỉ là một cách Chúa xác quyết, xác định cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đi đúng đường. Con đường của lòng thương xót Chúa là con đường đau khổ, con đường bị khinh miệt, bị khinh chê. Cho nên khi anh chị em gặp những khó khăn thử thách, khi anh chị em tin vào lòng thương xót Chúa, chạy đến với lòng thương xót Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông ngày hôm nay, qua mạng, qua email, qua Facebook, qua YouTube, qua Zalo hoặc qua Viber, qua những điện thoại di động, vân vân. Thì khi anh chị em làm những công việc đó, anh chị em biết rằng là sẽ có người chống đối, sẽ có người đàm tiếu, sẽ có người loại trừ, sẽ có người delete, và sẽ có người làm cho anh chị em chịu nhục nhã ê chề. Nhưng tin chắc chắn rằng là Chúa nói ta sẽ bảo vệ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được. Mà nếu có những gì khó khăn thử thách là ta cho phép nó xảy ra để ngươi gắn bó với ta nhiều hơn qua đau khổ thử thách, để ngươi biết rằng ngươi đang đi đúng con đường ta muốn ngươi đi, chứ không phải con đường mà ngươi muốn đi. Và thưa anh chị em, khi mình xác tín được điều đó thì giống như là mình đã tìm thấy cái kho báu chôn giấu ở trong ruộng. Trong cái ruộng
mấy hôm nay chúng tôi cũng đang đi rảo quanh các ruộng để đi tìm nơi mà làm lòng thương xót Chúa. Nhiều người giới thiệu có những nơi ruộng hoang vu, có những nơi mà đất thì có mà không có đường vào, có nơi có đường vào thì không có đất, có nơi có cả đường cả đất thì giá nó cao chót vót. Thưa anh chị em, mà nếu mình khám phá ra lòng thương xót Chúa là một cái kho báu thì bán hết tất cả đi để mua cho bằng được cái kho báu đó. Nếu mà ngày hôm nay người ta thấy được giá trị của lòng thương xót Chúa thì chắc chắn người ta chẳng tiếc gì đâu. Chẳng tiếc gì đâu. Tết đến chúc Tết một gia đình đi với anh bạn. Hồi nó chúc Tết xong cầu nguyện khoe mới mua được thửa đất lời ngàn tỷ, bán căn nhà lời trăm tỷ. Rồi căn nhà đang ở đây bây giờ cũng là 50-60 tỷ. Vân vân. Nói gì, bấu cho tôi một tí được không? Và cho làm gì? Làm đền thờ lòng thương xót Chúa, làm nơi để người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, làm nơi để những người ngoại đạo đến biết về lòng thương xót Chúa, làm nơi để cho những người già neo lên có chỗ mà trú thân, làm nơi để cho những người khuyết tật đến cầu nguyện, và làm nơi để cho những người khô khan tội lỗi được chạy đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Ôi, được mà cha, đúng gì khó đâu. Con mười mấy cả ngàn tỷ mà. Tôi cũng mừng. Nhưng mà thực tế khi mà hỏi, bây giờ con đang khó khăn lắm cha ơi. Giờ hàng họ nó khó khăn lắm cha ơi. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Cũng thương cho họ vì họ không thấy được cái kho báu ở trong cái ruộng. Họ chỉ thấy cái ruộng mà không thấy kho báu. Thấy bây giờ mình bỏ ra 10-20 tỷ, bỏ 50-60 tỷ được cái gì? Họ phải được cái gì? Có lợi gì cho họ? Mà cái lợi họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, cái lợi cụ thể, cái lợi thế gian, cái lợi vật chất này mà thôi. Họ không thấy được cái giá trị vô cùng của kho báu là chính Chúa Giêsu. Không thấy được cái lợi đó là phần rỗi linh hồn cho họ và cho những người khác. Vì Chúa nói, nếu con mà cứu được linh hồn người khác thì cứu được linh hồn chính mình. Mà có một nơi cho những người khô khan tội lỗi được tìm đến với vườn hòa giải. Có một nơi để cho những gia đình gặp những trục trặc, họ đến họ tĩnh tâm chia sẻ với nhau. Có một nơi để cho những cha già lớn tuổi hoặc là về hưu đến mà thấy rằng mình vẫn còn giá trị khi mình ngồi giải tội hoặc linh hướng hoặc là cầu nguyện cho những người khác. Có một nơi để những người ngoại đạo họ tìm đến, họ học hỏi hiểu biết về Chúa, họ cầu nguyện với Chúa. Có một nơi để người ta đến, người ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để họ ra về với một con người mới. Có một nơi để người ta đến tĩnh lại, phủi những cái bụi trần để lấy sức tiếp tục đi hết con đường Chúa muốn. Họ không thấy được đâu. Cho nên họ tính toán kỹ quá. Họ so đo với Chúa nhiều quá. Họ chỉ thấy nắm được cái lợi thôi. Mà không dám về nhà bán tất cả những gì mình có mà mua cái thửa ruộng. Cái thửa ruộng chẳng đáng giá gì. Nhưng điều quan trọng là trong thửa ruộng đó có cái kho báu. Cũng như là người thương gia mà thấy được viên ngọc quý, mà cái viên ngọc quý nằm giữa đám ngọc thô, không ai khám phá ra. Người thương gia thấy được viên ngọc quý ấy mới bán tất cả mình có mà mua được viên ngọc quý, viên ngọc của lòng thương xót. Tôi nghĩ rằng tại sao có những ngôi chùa rất to, rất lớn. Tôi có cái bệnh đi đâu mà thấy được những ngôi chùa rộng ngay mặt đường tiện lợi, cũng nói với anh em, ước gì đây là ngôi đền thờ lòng thương xót. Trời ơi, cái này là của đại gia họ làm đó cha ơi. Đi chỗ khác lại thấy cái đất rộng rãi, ước gì đây là nơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ô cái này của đại gia nó mua hết rồi đó cha ơi. Nhìn những ngôi chùa thật to, thật đẹp, thật là lộng lẫy, hoành tráng ở những vị trí thuận lợi.
tôi thèm, người ta gọi là thèm rõ rãi rồi. Thèm rõ rãi rồi. Ước chỉ một mọc thôi. Tổng đại gia họ làm, rồi những người Phật tử họ cũng, có những người họ làm luôn cả cái ngôi chùa đó. Những người có chức có quyền họ làm. Tôi nói sao không ai có chức có quyền làm đền thờ lòng thương xót ta? Sao không ai làm đền thờ lòng thương xót Chúa ta? Họ không thấy được cái viên ngọc quý đâu. Không thấy được kho báu đời nào họ làm cha. Vì họ làm họ phải có cái gì, có cái danh gì, có cái lợi gì đó, có cái quyền gì đó họ mới làm. Còn đây lòng thương xót Chúa là cái viên ngọc nằm giữa đám ngọc thô, là kho báu nằm dưới cái thửa ruộng mà khô cằn sỏi đá. Ai thấy đâu? Cho nên ai dám hy sinh đâu? Ai dám đánh đổi đâu? Ai dám dâng cúng đâu? Tôi thấy đọc ở nước ngoài có những người họ dâng cúng nguyên cả cái gia tài của họ, để lại tất cả thừa kế của họ cho tổ chức này, cho tổ chức kia. Hay là họ làm những ngôi chùa này, ngôi chùa nọ. Mà bây giờ một cái khát vọng, một cái mơ ước đó, tôi nói là tôi đang mơ. Có những người bảo vậy là xong hết rồi hải cha. Bảo có, cứ nằm ngủ thì nó xong, mà thức dậy thì nó lại không xong. Bảo sao cha làm ăn đêm à? Ừ, sao kỳ vậy? Cứ đêm tôi nằm xuống là nó xong, mà mở mắt ra ngủ dậy nó lại không xong. Vậy ban ngày không làm được à? Phải làm đêm mà. Bảo vâng, sao vậy? Thì đêm mới mơ được chứ, đêm mới ngủ mới mơ chứ. Tôi đang mơ mà mình có quyền mơ không? Có chứ. Quý người bảo trời sao cha kể giấc mơ đẹp quá như thiên đàng. Mơ mà không đẹp thì mơ là cái gì? Thì không, mơ mà không đẹp gọi là cái gì? Là ác mộng. Tôi thì toàn thấy mơ đẹp chứ không có mơ ác, không ác mộng. Mình cứ nghĩ sự dữ sự xấu thì tối mình mơ ác mộng. Còn mình nghĩ cái đẹp thì tối mình phải, Chúa phải cho mình có những giấc mơ đó để lấy sức mà ban ngày tiếp tục chiến đấu chứ. Cho nên anh chị em mình cầu nguyện để xin Chúa cho giấc mơ đó trở thành hiện thực. Xin Chúa cho có nhiều người thấy được giá trị của kho báu lòng thương xót, giá trị của viên ngọc quý lòng thương xót, để họ dám hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền của, gia tài của họ để đạt được viên ngọc quý, đạt được kho báu, và làm cho nhiều người biết được viên ngọc quý kho báu lòng thương xót. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Vì nhiều lần quá đau khổ, quá thất vọng, con đã kêu trách Chúa. Con đã phàn nàn, trách trời, trách đất. Con đã muốn chết đi vì bị quá nhiều nhục nhã ê chề. Con đã muốn buông xuôi hết tất cả, không làm gì nữa cho nó yên thân, yên phận. Con đã muốn rút lui vào bóng tối. Thế mà Chúa vẫn thương con. Chúa vẫn sử dụng con, sử dụng mỗi người chúng con vào trong chương trình cứu độ của Chúa, trong kế hoạch yêu thương của Chúa, để cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan tỏa, để cho mọi người khám phá ra kho báu lòng thương xót Chúa, viên ngọc quý lòng thương xót Chúa, để cho họ dám đánh đổi hết tất cả, dám bỏ hết tất cả, nhất là của cải của họ, tiền tài của họ, để làm sao lòng thương xót Chúa, kho báu ấy, viên ngọc ấy được tỏa sáng, tỏ rạng cho mọi người, để mọi người có nơi để đến cầu nguyện, nghỉ dưỡng và dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Amen. Dâng lời người khen cùng cảm tạ tri ân, bằng hết tâm tình trong mọi ngày kinh tinh. Hồn xác vui ca chan chứa niềm hoan vàng, dệt nên muôn y nào hãy ca tung đi. Từ bình minh, từ hoàng hôn, đêm về trang thanh muôn tình tu sáng lòng lành, nào hãy ca tung Chúa. Năm canh dài nghỉ yên dưới bóng đài, lại ngày miền mỗi ca tung Chúa. Suốt một đời người ca Chúa không thôi, suốt một đời người ca mãi khôn vơi.
tụng Chúa. Hãy ca tụng Chúa. Chan chứa niềm hoan lạc, dệt nên muôn ý nào hãy ca tụng đi. Từ bình minh, hãy ca tụng Chúa. Từ hoàng hôn, hãy ca tụng Chúa. Đêm về trăng thanh muôn tình tu sáng long lanh, nào hãy ca tụng Chúa. Cánh dài nghỉ yên dưới bóng ngài, ngày lại ngày miệng mong ca tụng Chúa. Suốt một đời người ca Chúa không thôi, suốt một đời người ca mãi khôn vơi. Hãy ca tụng Chúa. Hãy ca tụng Chúa. Hãy ca tụng Chúa.